Thưa quý vị, ngày hôm nay mùng 6 tháng 5, tòa án nhân dân tối cao đã mở phiên giám đốc thẩm đối với tử tù Hồ Duy Hải trong vụ án mạng tại bưu điện Cầu Voi, huyện Thủ Thừa, Long An. Đây là vụ án nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận suốt thời gian qua. Phiên tòa giám đốc thẩm này do tránh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm chủ tọa ngoài thành viên hội đồng giám đốc thẩm còn có sự tham gia của đại diện viện kiểm sát nhân dân tối cao, đại diện các cơ quan tố tụng của tỉnh Long An và đại diện tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ của tử tù Hồ duy Hải cùng người thân cũng có mặt tại tòa từ sáng sớm nay để chờ kết quả của phiên giám đốc thẩm. Sáng ngày hôm nay mùng 6 tháng 5, bà Nguyễn Thị Loan, 57 tuổi, mẹ của Hồ Duy Hải cùng dì ruột và em gái Hải đến cổng tòa từ rất sớm. Trao đổi với phóng viên chào buổi tối, bà Loan cho biết, phiên tòa giám đốc thẩm này bà đã chờ đợi xuyên suốt 12 năm. Bà và người thân đi máy bay ra Hà Nội từ chiều ngày hôm qua mùng 5 tháng 5 và chọn một khách sạn cách tòa án nhân dân tối cao chừng 1 km để tiện cho việc đi lại. Ngày hôm nay bà có mặt tại tòa đúng giờ hành chính nhưng không được vào vì không có giấy mời. Vì thế bà đứng bên ngoài tòa nhân dân tối cao để chờ tin tức của con trai. Bà cũng chia sẻ là cả đêm qua không ngủ được, người cứ nôn nao và mong đến giờ xét xử. Bà mong quý tòa sẽ xem xét công minh lại toàn bộ vụ án, trả lại công bằng cho con trai. 12 năm qua, bà đi gõ cửa nhiều cơ quan chức năng, đội đơn lên đầu, đứng giữa trời mưa rét, chỉ mong đến ngày hôm nay để minh oan cho con trai của mình có mặt cùng bà Loan, chị Hồ Thị Thu Thủy, em gái tử tù Hồ Duy Hải cho hay, lần gần đây nhất được gặp anh trai là vào ngày 14 tháng 2. Trong buổi gặp khoảng 30 phút, ba mẹ con chỉ được phép hỏi thăm sức khỏe động viên nhau, cố gắng và khóc, không được nói vấn đề liên quan đến vụ án. Theo chị Thủy thì sau hai phiên tòa sơ thẩm phúc thẩm, tiếng kêu cứu ai oán của anh trai không được quan tâm. Chị đã gác lại chuyện tình cảm chưa lập gia đình để cùng mẹ đi kêu oan, đề nghị cơ quan chức năng xem xét lại vụ án. Còn về phía mình, Tranh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, chủ tọa phiên xử vụ án Hồ Duy Hải khẳng định, yêu cầu đặt ra với phiên xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm này là phải xem xét cẩn trọng, khách quan để không làm oan sai nhưng cũng không bỏ lọt tội phạm. Dự kiến phiên tòa này sẽ diễn ra đến ngày 8 tháng 5 và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.